Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của con trỏ, đó là con trỏ so sánh con trỏ với nhau. Ok, và một cái vấn đề nữa ở đây đó là chúng ta sẽ tiến hành xem là cái sự liên quan giữa mảng và con trỏ nó như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ so sánh hai con trỏ với nhau. Khi nào chúng ta có thể so sánh hai con trỏ, đó là khi mà hai con trỏ có liên quan đến nhau. Ok, tức là giả sử như là chúng ta trỏ tới các phần tử của một mảng thì chúng ta có thể so sánh các con trỏ đó với nhau bằng các toán tử quan hệ. Và phần thứ hai là con trỏ và mảng. Ở đây thì con trỏ và mảng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bởi vì như chúng ta đã biết rồi, tức là cái tên của mảng thì thực chất nó là một con trỏ hằng, và do đó chúng ta có thể truy cập tất cả các phần tử của mảng nếu như chúng ta biết được cái địa chỉ của cái phần tử đầu tiên của mảng, hay là biết được tên mảng. Ok, và con trỏ và mảng ấy nó có thể chuyển đổi cho nhau nhưng không hoàn toàn. Cái ví dụ chuyển đổi không hoàn toàn là như sau: giả sử mình có một cái biến mảng A 3 phần tử, mình cho y chạy từ 0 đến giá trị max ở đây bằng 3. Ok, và y tăng lên, mình sẽ gán cái giá trị trong biến va bằng y. Cái này hoàn toàn là chính xác, nhưng mà cái việc chúng ta tăng cái giá trị của va này lên thì bị sai, bởi vì va là cái giá trị con trỏ hằng, nó trỏ đến địa chỉ của cái giá trị phần tử đầu tiên của mảng, cho nên nó không thể là cái giá trị L value. Ok, không phải là giá trị L value, cho nên là nó không được phép là tăng, giảm, gán. Ok, và bây giờ thì mình sẽ minh họa con việc so sánh con trỏ với con trỏ và cái con trỏ liên quan đến mảng như thế nào. Nếu các bạn để ý thì ở trong cái phần liên quan giữa mảng và con trỏ thì mình cũng đã có một cái phần giống như thế này rồi. Tuy nhiên là để các bạn rõ hơn thì mình cũng sẽ làm lại một lần nữa. Và ở đây thì đầu tiên chúng ta có thể so sánh hai cái con trỏ với nhau. Ok, giả sử là mảng A của chúng ta có 5 phần tử đi. 1. Ok. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái con trỏ gọi là con trỏ P, gán địa chỉ của A. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành như thế này. Ngoài P nhỏ hơn hoặc bằng cái địa chỉ của A4, ok, thì chúng ta sẽ tiến hành xuất ra, đầu tiên là cái giá trị chứa trong P đã. Giá trị của P, ok, tức là cái địa chỉ chứa trong P. Sau đó thì chúng ta cout ra, ok, ở đây chính là cái giá trị chứa trong ô nhớ chứa bởi P. Cái này thì chúng ta xuất ra cái sao P, và cái này thì P tổng cộng. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xuất cái thông tin của chúng ta ra. Ok, và đây chính là cái con trỏ đây chính là một cái ví dụ mà chúng ta tiến hành, đó là so sánh hai con trỏ với nhau. Ok, tức là chúng ta sẽ so sánh cái con trỏ P và cái con trỏ một cái con trỏ X. Ok, cái con trỏ này có địa chỉ là cái địa chỉ của cái phần tử A4 ở trong mảng A, thì đây thực chất là một con trỏ này, P là một con trỏ, thì hai con trỏ có thể so sánh được với nhau, bởi vì thằng P này mình gán vào đầu nó là cái địa chỉ của thằng thứ nhất ở trong mảng. Ok, tức là cái giá trị hằng, con trỏ hằng A. Do đó thì chúng ta có thể so sánh được, bởi vì thằng P này chứa địa chỉ của cái thằng liên quan đến mảng A, và thằng A4 này cũng chứa cái địa chỉ của nó là địa chỉ của cái thằng liên quan đến mảng A. Ok, chúng ta có thể so sánh được, và khi chạy chương trình thì cái kết quả chúng ta nhận được là như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai ở đây, đó là cái chương trình của chúng ta sẽ liên quan đến cái con trỏ và mảng. Ok,
Thì cái con trỏ và mảng thì nó cũng là như thế này. Chúng ta có thể xuất từng phần từ AI, ok, từng phần từ AI ra, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái con trỏ để xuất cái giá trị của các phần từ trong mảng A ra. Và đây là một cách xuất này. Cách xuất còn lại thì mình sẽ làm như sau. Ở đây thì mình sẽ xuất ra cái giá trị, mình không không tiến hành so sánh nữa, ok, và mình sẽ tiến hành sử dụng vòng for đi để cho nó rõ ràng. Sử dụng vòng for, ok, cho thằng y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn giá trị của 5, y này tăng lên, xeo ra giá trị của p cộng với y. Đồng thời chỗ này là sao của p cộng y, ok, là p cộng y. Chỗ này thì p không cần phải tăng nữa. Ok. Đây. Thì chúng ta cũng tiến hành đó là xuất ra được cái giá trị của cái mảng A của chúng ta 1 đến 5. Và đây chính là các giá trị chúng ta đã xuất ra. Ok. Và cái cách xuất còn lại thì chúng ta cũng làm tương tự. Đó là nếu chúng ta không sử dụng con trỏ thì cũng có thể là xuất được cái giá trị của cái mảng A ra. Ok. Tức là cái chỗ này thì mình sẽ bỏ nó đi. Ctrl sược. Chỗ này thì mình copy lại cái phần này. Giá trị. À, chỗ này là mình sẽ nháy một cái. Y. Chỗ này là A, Y. Ok. Hai cái cách xuất này chúng ta sẽ thì kết quả nó giống hệt nhau. Ok. Tức là chúng ta sử dụng mảng hoặc chúng ta sử dụng con trỏ thay cho mảng cũng đều là ok hết. Và đây chính là cái giá trị mảng của chúng ta. Và nếu các bạn còn nhớ thì cái giá trị lúc nãy mình không sử dụng theo xuất từng phần từ AI thì nó cũng giống hệt như thế này. Chẳng qua là mình có xuất thêm cái giá trị của P ra ngoài nhìn nó lạ lạ một chút. Tuy nhiên là cái giá trị cuối cùng mà chúng ta cần tìm nó vẫn là từ 1 cho đến 5. Ok. Cái chương trình của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là qua clip này thì các bạn sẽ hiểu hơn và áp dụng cái con trỏ vào cái việc thực hiện thao tác với mảng nó thành thạo hơn. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, cái con trỏ và mảng thì nó chẳng có gì ghê gớm cả. Con trỏ có thể thay cho mảng và mảng có thể thay cho con trỏ. Okay. Nhưng mà thường là chúng ta sẽ sử dụng con trỏ thay cho mảng bởi vì cái con trỏ thì nó có thể sử dụng được cái toán tử tăng và giảm đấy. Thì chúng ta thao tác nó nhuần nhuyễn hơn và nếu như mà chúng ta sử dụng con trỏ thì nhìn nó vẫn pro hơn. Ok. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây rồi.